số camera UC chưa tới 1 phút bằng Bluetooth. Cực đơn giản, làm theo mình những bước sau nhé. Bước đầu tiên thì anh chị sẽ cắm nguồn cho con camera này nhé. Nó sẽ sáng đèn lên như thế này. Mọi người đợi một xíu cho camera nó quay một vòng nha. Bước tiếp theo, mọi người sẽ mở thêm ứng dụng UC ở trên điện thoại lên nha. Ở đây thì mọi người sẽ chọn vào thêm thiết bị mới, và nó sẽ phát ra một cái ID Bluetooth như thế này. Mà như mọi người thấy ở đây nè, thì mọi người lưu ý giúp em là phải bật Bluetooth lên thì nó mới quét được cái mã này nha. Mọi người nhấn thêm, anh chị sẽ nhập mật khẩu wifi của nhà mình vào. Anh chị phải nhập đúng mật khẩu thì camera nó mới kết nối được nha. Anh chị có thể bật con máy này lên để xem nè, sau đó nhấn tiếp tục. Rất là nhanh luôn, bây giờ mọi người chỉ cần đặt tên nữa là xong luôn. Ok, mọi người sẽ vào kiểm tra thiết bị giúp em nhé. Đây, vào kiểm tra này. Thì nó sẽ chia ra làm 3 khung hình cho mọi người. Anh chị bật Full HD lên để cho hình ảnh nó sắc nét hơn nha. Và bước cuối cùng, mọi người khi mua camera thì nên mua kèm một cái thẻ nhớ. Gắn cái thẻ nhớ vào đây để nó có thể lưu trữ và xem lại hình ảnh video cũ nhé. Nếu mọi người thấy video hay, lưu lại và thả tim cho mình nhé. Camera nào khó, có mình lỡ.